Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh. Mỗi khi mùa hè đến, chúng ta lại phải đau đầu mệt óc để làm sao lựa chọn được một chai nước hoa mát mẻ. Chúng ta cũng có khá ít những cái lựa chọn loanh quanh chỉ là cam chanh để làm sao phù hợp với cái khí hậu nhiệt đới nắng nóng ở miền Nam, miền Bắc, kể cả miền Trung. Và trong vòng 2-3 năm đổ lại đây có một cái trend mới, đó là trend nước hoa về trà. Khi mà trà được mix cùng với cam chanh, trà được mix cùng với hoa để tạo nên một cái xu hướng mới ở nước hoa Việt Nam. Thì bằng một cách thần kỳ nào đó thì tôi đã làm chen nước hoa về trà cách đây hình như 2 năm, có 10 lựa chọn ở hai phân khúc, đó là trên 3 triệu và dưới 3 triệu. Thì cái đường link nó sẽ hiện ở đây để cho các bạn có thể tham khảo và tìm ra được mùi hương hợp phong cách. Nhưng nói về trà thì có lẽ một loại trà ở Việt Nam chúng ta cũng rất quen thuộc, đó là trà sen, đúng không? Đặc biệt là thời điểm này mà bạn nào mà có cái xu hướng là hay đi đạp xe Hồ Tây, chạy bộ với các thứ, thì đây cũng là một cái mùa rất đặc trưng của sen. Khi mà các bạn đi qua ở chỗ gần công viên nước, nó cũng có những cái ao sen buổi chiều, nó có mùi rất là tanh, nhưng mà buổi sáng thì sen rất là đẹp. Và ở đây thì có cả những cái văn hóa về trà rất là mới mẻ. Và đương nhiên ở trong nước hoa thì trà sen cũng là một trong những cái mà họ muốn khai thác. Và ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu đến các bạn một sáng tạo của nhà Tada kết hợp cùng với một bên phân phối nước hoa ở Việt Nam là Sensio để cho ra mùi trà sen. Vâng, trông rất đẹp đúng không? Đó, rất hot, nhiều bạn cũng rất là quan tâm trong cái thời điểm hiện tại. Và video này tôi sẽ phân tích về em nó, chia sẻ cảm nhận cũng như là cái phần hiệu năng, để cho nếu như bạn quan tâm thì đây là một góc nhìn mới. Cùng nhau bắt đầu nhé. Trước tiên thì như một cái DNA đặc trưng của kênh YouTube, đó là chúng ta sẽ không đi ngay vào phần mùi hương, mà chúng ta sẽ tìm hiểu những khía cạnh xung quanh cũng như là cảm hứng mà Sensio của em Trung cũng như là Tada Achagong cho ra cái mùi hương này. Đầu tiên thì sen là một trong những loài mà có cái lịch sử rất lâu đời ở trên thế giới nhé, không chỉ riêng Việt Nam đâu. Và sen thì gắn liền với chính trị, với văn hóa, với xã hội, với tôn giáo và kể cả văn học nghệ thuật rất nhiều. Và nó là một trong những hình ảnh rất đặc trưng ở những nước Đông Á như kiểu Trung Quốc, như kiểu Việt Nam và Ấn Độ nữa. Đặc biệt là ở Việt Nam thì sen là quốc hoa, Ấn Độ thì sen cũng là quốc hoa luôn nhé. Trung Quốc hình như là mình nhớ là mẫu đơn đó. Nên là đây là một cái hình ảnh cực kỳ quen thuộc với người Việt Nam rồi. Cái thứ hai đó chính là người Việt ta thì quen với hình ảnh một bông hoa sen với một cái nền kiểu hơi trắng ở phía dưới, và càng lên cái phần đỉnh cánh thì nó càng có một cái màu hồng. Và thậm chí rằng là có những cái màu mà người ta gọi là màu hồng cánh sen. Các anh em mua son thì đừng mua màu hồng cánh sen vì trông nó rất là buồn cười đó. Nhưng mà ở trên thế giới cũng có một loài sen rất phổ thông, rất là có phát triển rất là mạnh mẽ, đó là sen Mỹ với một cái màu vàng. Và ngoài ra thì sen và hoa súng thì cùng chi với nhau, nên là các bạn sẽ nhìn thấy nó có cái sự tương đồng đó. Và những mỗi một cái rễ thân cây sen chỉ mọc ra duy nhất một bông hoa sen thôi. Đây cũng là điều rất đặc biệt. Nói về hình ảnh ở hoa sen ở trong tôn giáo thì ở trong Hindu giáo, hoa sen được gắn liền với hình ảnh của ba vị thần Bà La Môn. Và hoa sen được nói rằng đây là hình ảnh do vũ trụ tạo ra. Và ở trong Phật giáo thì hoa sen là được gắn với hình ảnh của Quan Thế Âm Bồ Tát, của những đức Phật khi mà ngồi trên những cái đài sen lớn. Và trong nhiều nền văn hóa khác nhau, hoa sen tượng trưng cho sự thanh khiết, sinh sôi nảy nở, cũng như là một cái sự mát mẻ, thanh tịnh. Rồi mình thấy có nhiều nền tôn giáo, nhiều văn hóa khác nhau thì hoa sen cũng là đại diện cho sự rộng lượng, từ bi. Tóm lại là những thứ rất rất đẹp, vì hoa sen mọc lên ở bùn nhưng mà nó lại không bị hôi tanh mùi bùn. Có những bài thơ mà chúng ta đi học từ ngày bé cũng đều đã gắn liền với hoa sen rồi. Ở trong ẩm thực, các bạn còn biết tới ngó sen, các bạn có thể thấy rằng là những cái lá sen được sử dụng để gói những cái đồ ăn, hoặc là những cái món như kiểu là trà sen này, những cái búp hoa này được sử dụng này. Gần như rằng tất cả những cái bộ phận khác nhau của sen thì đều được sử dụng trong ẩm thực. Đó là cái điều rất hay ho và thú vị. Rồi, bây giờ thì chúng ta quay trở lại với sen ở trong nước hoa. Có thể các bạn thấy có một vài chai nước hoa được nhắc tới ở Việt Nam có mùi sen. Ví dụ như kiểu con Elizabeth Arden Green Lotus
ti chẳng hạn này, một vài mùi của Kenzo hình như là cũng có sen. Nhưng mà các bạn thấy rằng sen ở ngoài đời và ở trong nước hoa nó thực sự không hề giống nhau. Mình biết là cũng đã có rất nhiều bạn đi tìm mùi hương của sen, nhưng mà các bạn thấy rằng là nó không được thể hiện quá rõ. Chủ cái combo để tạo ra cái hiệu ứng mùi của sen ở trong nước hoa thì nó được thể hiện cùng với hoắc hương, hình như là còn benzoin các kiểu để tạo ra cái hiệu ứng sen. Và hãy nhớ một điều rằng khi chúng ta ngửi cái mùi sen ngoài đời sống hàng ngày thì ngoài cái mùi của hoa sen ra, các bạn có ngửi thấy mùi tanh, mùi đất, mùi bùn xung quanh và rất nhiều những cái mùi khác. Thế nên là để làm sao miêu tả được mùi sen ở từ nước hoa với giống với đời sống hàng ngày, nó là một trong những bài toán rất khó để có thể đưa ra lời giải chính xác được. Thế nên là chúng ta có thể cảm nhận một phần nào đó thôi, đừng cố gắng tìm cái gì này nó giống hệt, tại vì nếu mà nó giống hệt thì nó không còn là nước hoa nữa rồi. Về trà sen thì đây là một cái thức uống khá quen thuộc của người Việt, đặc biệt là với những người có tuổi thích những thứ nó nhẹ nhàng, chiêu chiêu, thanh tịnh. Trà sen này thì mình có tham gia cái buổi giới thiệu giữa Tada Achagong Sensio tại mình nhớ là hình như tầm tháng 3 vừa rồi ở trên quận Hoàn Kiếm. Thì đây là một cái mùi mà Tada cùng với em Trung bên Sensio đã có một cái thời gian ấp ủ rất lâu, một người ở Thái Lan, một người ở Việt Nam, và miêu tả để có thể làm ra được một cái mùi hương giống với trà sen nhất có thể. Thì Tada Achagong ấy, ông ấy đã phải đi mua những gói trà sen ở Shopee trên bên Thái Lan và để ông ấy thử để đưa ra được cái mùi hương giống nhất. Tại vì các bạn biết đó là không thể nào chúng ta tạo ra được một mùi hương mà chúng ta chưa ngửi nó, chúng ta chưa thử nó, đúng không? Nên là ông đã đi mua, xong rồi ông em Trung thì cũng đã gửi trà ở Việt Nam sang để có thể cảm nhận rõ rất. Và qua tận 3 lần chỉnh sửa thì trên tay mình mới làm cái phiên bản hoàn thiện nhất của trà sen. Tại vì mình cũng là một người rất may mắn được thử qua 2 cái phiên bản đằng trước, và với cái phiên bản cuối cùng này thì mình thấy rằng là nó khá là ok. Và trên góc độ là một người review và một người trải nghiệm chơi nước hoa và thêm cái khía cạnh là người dùng nữa, thì đây là cái phiên bản mình nghĩ là final rất là tuyệt vời. Thì cái video mà mình có quay lại cái buổi phỏng vấn đó thì mình cũng sẽ gắn ở đây để cho các bạn xem, nó đâu đó tầm 2-3 phút thôi, nếu như bạn nào quan tâm cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt để các bạn theo dõi nhá. That is the second one. So it's kind of like, okay, this one is quite close to the trà sen that I drink. Thì nó hơi đến cái điểm là tôi làm một cái trà sen cổ, thế nên là cũng khá là giống với cái mùi hương trà sen mà tôi đã uống. But normally when I do the review, I need to put something kind of like your fancy into it. Because like if you try to represent the trà sen and the only trà sen, it's kind of like a your regular tea, and then after that it's nothing fancy into it. Nhưng mà tôi lại có một cái thứ nữa là tôi rất muốn đưa một cái gì đấy fancy hơn vào cái mùi hương của mình. Nếu mà mùi hương này nó chỉ đơn giản là tái hiện lại hương trà sen thôi thì nó không đủ với tôi cần một cái gì đấy hơn. So I try to, because like when you do the review, quay những tài liệu sau làm YouTube. Khi mà làm mùi thì tất nhiên là mình phải quan tâm đến mùi hương nước hoa ra nó sẽ như thế nào. But the second is kind of like the performance of it, kind of like how it diffuses. Nhưng mà sau đấy thì còn quan trọng hơn nữa, đấy là cái mùi hương đấy nó sẽ tỏa ra như thế nào, chứ không chỉ là cái mùi hương khi mà mình ngửi cái dung dịch nước hoa. How long lasting? Độ bám tỏa. So you have to like a balance between all. Thế là gần như là mình cần phải tìm một cái điểm cân bằng giữa tất cả những yếu tố đấy. Mùi hương nó phải đúng cái độ, khi mà nó lan tỏa ra nó vẫn phải là cái mùi như mình mong muốn, và còn độ bám nữa. And this one is kind of like the quality of this one is kind of like a woody with the some aromatic in it. Và cuối cùng thì cái ý tưởng chính cốt lõi mà tôi chọn cho mùi hương này thì nó hơi mang một chút hơi hương gỗ, hơi woody và cũng hơi aromatic nữa. So the body of this one is actually the heliotrope. Cái phần chính của mùi hương này thật ra chính là mùi hoa. Hoa vòi voi, heliotrope. Yes. Because like when I drink that tea, it's kind of like I feel something powdery in it. Khi mà tôi uống cái trà sen và tôi uống cái thì tôi thấy có một chút powdery. And so I keep continuing to develop the scent after that. Rồi sau đó tôi tiếp tục phát triển mùi hương từ cái nhận định đấy của mình. So the last thing I put into it is lotus. Thế nên là cuối cùng, thứ cuối cùng tôi bỏ vào mùi hương trà sen này là hoa sen. Nó là thứ cuối cùng.
and that's gonna be finished for me. But after that, I said I just keep doing on the mock tree because I try to make it more realistic, more natural. Sau đấy thì tôi đã thấy ổn rồi, nhưng mà tôi muốn làm nó có cái hương hơi nó tự nhiên hơn, chân thật hơn, hơi cây cối một chút. Yes. So that is the story of it. Và cuối cùng thì mình đã đến với cái thành quả của cuối cùng ngày hôm nay. Vâng, và đó là tất cả những cái gì về lịch sử của Zen, về cảm hứng làm ra mùi hương này. Bây giờ thì sẽ là phần quan trọng nhất, đó là phần cảm nhận của chính bản thân mình sau một cái thời gian mặc em nó, từ những cái vial sau đó được nhận chai full. Thì cái mà chúng ta đánh giá ở đây đó chính là về thiết kế. Cái phiên bản trà sen dành riêng cho thị trường Việt Nam này thì nó có cái thiết kế rất quen thuộc, giống hệt với những chai khác mà mình đã từng review của nhà Tada. Và giá thành của nó cũng khá là rẻ, đâu đó tầm hơn 2 triệu cho một chai nước hoa như thế này. Và cái hình mà người ta sử dụng ở đây cũng là hình mà em Trung bên Sensio đưa sang cho Tada để ông ấy sử dụng. Và các bạn có thể nhìn thấy là đó là một cái góc của một cái ao sen với những cái cánh lá màu xanh, và điểm xuyến đó là những cái bông hoa sen nở bung. Đây, tôi dí sát vào các bạn nhìn nhá, trông rất là đẹp đúng không? Và chữ trà sen luôn, viết cả dấu luôn chứ không phải là trà sen. Đấy, dành riêng cho thị trường Việt Nam, made in Thái Lan 2024 luôn. Mặc dù là mới có một cái lô đầu pre-order thôi, nhưng mà sau này thì mình nghĩ là sẽ bán rộng rãi hơn nếu mà được nhiều người biết tới. Về cái phần vòi xịt thì đây là vòi xịt của em nó. Vòi xịt của nhà Tada này thì nó cũng không quá tốt như là những cái phân khúc cao hơn, nhưng mà mình đánh giá là ở mức ổn. Ui, vừa mới xịt ra, thơm quá. Cái mùi hương này ấy, khi mà các bạn vừa mới xịt ra ấy, các bạn chạm bên da ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó giống như kiểu là các bạn mở những cái gói trà sen được hút chân không vậy. Những cái gói trà được hút chân không ra. Một cái mùi sen rất đặc trưng, thơm lựng, và kết hợp cùng với một cái nét hơi chan chát khô khô đến từ trà. Đó, ở cái phần top note các bạn nhận thấy hai cái nét đó rất rõ, xanh xanh của sen này, sau đó kết hợp cùng với cái nét khô chan chát của trà. Nhưng mà tất cả mọi thứ nó rất dễ chịu, nó không phải là cái hơi hướng trà khói đắng đắng như kiểu con Da Hong Bao của một nhà Trung Quốc, hay là những cái nét hương kiểu trà khói như là Bulgari Black hay là Russian Tea, mà xác định luôn đây là một cái mùi mà các bạn hoàn toàn có thể mặc được mùa hè. Ở cái phần top note rất rất giống những cái gói trà sen khô, xong rồi đưa những cái kiểu lá sen vào, thơm vãi, rất là giống luôn. Bạn nào mà hay đạp xe một kiểu cuối tuần như tôi ấy, đạp qua cái vùng đấy thì rất là giống luôn. Sau khoảng tầm đâu đó 15 phút ấy, thì cá nhân mình cảm nhận đó là cái mùi khô của trà ở đây chan chát nó sẽ dịu lại. Các bạn nhận thấy cái màu xanh xuất hiện rất rõ rệt, cái mùi sen kết hợp cùng với cái nét phấn. Và nếu như bạn nào được kiểu gia đình mà hay có thói quen cắm hoa ấy, các bạn cắm những cái bông sen vào mà nó nở bung ấy, thì thực ra sen có mùi của phấn rất là rõ rệt. Ở cái mùi hương này ấy, thì sau khoảng tầm 15 đến 30 phút thì cái nét phấn cùng với cái nét xanh hơi kiểu aquatic một tí, đặc trưng của trà nó lên, của sen nó lên cực kỳ rõ, phấn khá là rõ luôn. Và mình cũng xin mạnh dạn là đặt con này vào trong lít nước hoa mùa hè ở phân khúc dưới 3 triệu dành cho nữ, vì thực sự là tôi chỉ thích cái phần top note của chai nước hoa này thôi. Nhưng mà khi mà nó dry down nó lên quá nhiều phấn với tôi nên là tôi không khoái lắm, nhưng mà tôi nghĩ là các bạn nữ sẽ khá thích. Cái hôm mà mình thử cái mùi hương này thì mình có bảo với Trung rằng là anh thấy con này không chỉ đơn giản là mỗi trà sen không, mà cảm giác nó sẽ là đi ngược lại quá trình để ra được một tách trà các bạn uống. Quay trở lại cái việc là những bông sen được hái xong rồi ở xung quanh, thể các bạn ngửi thấy mùi đất rất là rõ. Và đặc biệt là cái hiệu ứng phấn ở đây nó làm cho chúng ta nghĩ tới những cái bông sen bung nở. Thì cô em bảo vâng đúng rồi, nó, nếu như em làm mỗi trà sen không thì nó không biến chuyển, nó khá là chán. Và kể cả trong cái đoạn quay thì Tada cũng muốn cho một cái gì đấy vào để cho nó mới mẻ hơn, để cho nó kiểu xịn sò sang hơn, fancy hơn như ông ấy chia sẻ. Thì cái mùi hương này ấy, khi mà 30 phút ở trên da thì đúng thật nó giống, rất giống những cái bông sen bung nở. Mùi hương của trà sen trong veo kết hợp cùng với cái nét phấn dày rất là nữ tính. Em này thì chắc chắn rồi,
sẽ rất phù hợp vào những ngày cuối tuần các bạn xịt kiểu chill chill, nhẹ nhàng, cà phê, ăn sáng. Và những ngày trời mát mẻ, các bạn mặc em nó thì vô cùng hợp cảnh với nhau. Và mùi hương này thì cá nhân mình nghĩ rằng là cũng là một trong những cái mùi thuộc vào hàng dễ thử của nhà Tada. À, bên cạnh đó thì có Akatsuki thì mình cũng đã review rồi. Đó, thì đây là hai mùi mình đánh giá cực kỳ dễ thử. Akatsuki thì có cái xu hướng mình nghĩ là các bạn nam sẽ thích nhiều hơn. Còn đối với trà sen thì là một trong những khởi đầu tiên của nhà Tada dành cho nữ mà mình recommend đến các bạn. Em này thì có một cái độ lưu hương đâu đó khoảng tầm 5 đến 6 giờ ở trên da. Không phải là một cái lựa chọn quá tốt, mình biết là như vậy. Nhưng mà với cái thời tiết mà nắng nóng thì đôi khi chúng ta cần một cái mùi hương vừa phải. Độ tỏa của em này thì cũng khoảng tầm nửa cánh tay, và sau khoảng tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi sẽ trở thành mùi skin scent thôi. Và cái em này nữa thì cũng sẽ là cái hơi hướng không dành cho các bạn quá trẻ. Những người thích uống trà kiểu đi chụp ảnh ở Hồ Tây xong rồi ngồi nhâm nhi cái trà cả một buổi sáng thì mình nghĩ là các bạn trẻ sẽ không thích cái vibe kiểu như thế. Nên là mùi này thì cũng sẽ có cái xu hướng là mình nghĩ độ tuổi của nó chắc là tầm từ 23 đến 25 đổ ra, khi các bạn có một cái độ tĩnh rồi đó, ở trong cái việc là các hoạt động hàng ngày cũng như là cái trải nghiệm cuộc sống nó chậm hơn thì trà sen nó mới là một lựa chọn hợp lý. Còn không thì vẫn khuyến khích các bạn gửi những cái mùi trà cam chanh, thí dụ như kiểu của CKEV1 hay là Elizabeth Arden White phiên bản EDP. Đây vẫn là một cái mùi trà có phần hơi tách biệt so với những cái mùi trà phổ thông ở trên thị trường. Có một cái điều hay ho nữa đó chính là với những cái hộp của nhà Tada ấy như thế này thì đây các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy nó rất là phù hợp để mang đi tặng. Thử nghĩ xem các bạn tặng một người sếp hay một người anh, một người chị có tuổi, đặc biệt là người ta còn có cái xu hướng thích những cái mùi trà nữa, thì một cái mùi hương mang đậm được cái nét trà ở trong này kết hợp cùng với một cái điều rất đáng tự hào là mùi trà sen của Việt Nam thì mình nghĩ rằng cái món quà, cái giá trị của món quà nó sẽ ích lên rất nhiều lần. Đây là một mùi mà các bạn hoàn toàn có thể tặng bố mẹ, anh chị em hoặc các sếp, những người có một cái độ tuổi nhất định và các bạn muốn gây ấn tượng bởi món quà của mình là một món quà đặc biệt thì trà sen của Tada là một trong lựa chọn rất 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 recommend thì các bạn. Mùi hương này chắc chắn là rất quen thuộc với những cái thế hệ tầm 9X, 8X và 7X chắc chắn luôn. Nữa giá thành cũng không quá cao đâu, đôi khi không cần phải thương hiệu mà món quà của mình nó mang được nhiều ý nghĩa, vừa Việt Nam mà lại còn mất công mất sức để đi tìm thì trà sen là lựa chọn ok. Đánh giá tổng hòa thì nó là một cái mùi dễ ngửi, có phần hơi nghiêng nữ, đặc biệt là đáng tự hào nữa. Không biết là các bạn đã từng thử qua trà sen của nhà Tada chưa? Thì rất mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới. Cái nơi bán trà sen của em Trung thì mình cũng sẽ để link ở phía dưới nếu các bạn có nhu cầu pre-order các thứ. Không có cốt kiếc các thứ gì đâu nha. Tôi chỉ thấy rằng là đây là một cái mùi hương mang được tính Việt Nam nên là tôi muốn chia sẻ đến mọi người nhiều hơn thôi. Đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!